Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Nissan Black Garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt, được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lý Sơn có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch v.v. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lý Sơn. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang, nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hình live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET App. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 18.11 của SET Saigon Entertainment Television cũng như là trên Galaxy 19 50 tiểu bang và trên Uno IPTV. Và thưa quý vị, Thanh Thúy rất là vui tại vì Uno IPTV của chúng ta bây giờ đã hoạt động trở lại rồi. Quý vị nào ở ngoài nước Mỹ hay ngay cả trong ở ngoài California hoặc là ngay ở California, quý vị có Uno, quý vị có thể là xem trực tiếp live show Tìm lại Tuổi Xuân của SET. Và một lần nữa Thanh Thúy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị một ngày thật là bình an, vui vẻ, nhiều quà thật ngày hôm nay. Và hôm nay của chúng ta có một khách mời mà có thể là khi quý vị vừa nhìn thấy gương mặt của cô là quý vị nói là thấy quà rồi đó, thấy mặt là thấy quà. Thưa quý vị, đó là dược sĩ Thu Thảo. Thanh Thúy xin chào chị. Thu Thảo xin cảm ơn Thanh Thúy. Thu Thảo xin mến chào Thanh Thúy và xin mến chào quý khán thính giả thân thương của International Home Shopping. Hôm nay chị khỏe không? Thu Thảo, cảm ơn Thanh Thúy. Rất là khỏe và hôm nay rất là vui là được lên trên đây để mà chia sẻ những cái sản phẩm mới hoặc là ưu tú nào hoặc là những sản phẩm nào mà quý vị đang thắc mắc là sử dụng như thế nào thì có thể gọi vô để mà tha hồ tra tấn Thu Thảo để Thu Thảo có thể dùng kiến thức của mình để mà chia sẻ đến quý vị. Dạ. Thanh Thúy biết là ngoài cái giờ mà làm show đây, chị làm trong chị có cái văn phòng dược, ngoài ra chị còn có phòng lab, chị phải làm trong phòng lab là nghiên cứu những cái sản phẩm mới. Thì chị đã làm cho phòng lab bao nhiêu năm rồi chị ha? Bữa giờ mới có cơ hội phỏng vấn chị, cứ bán hàng chung với chị mà không có cơ hội phỏng vấn. For sure Thanh Thúy thì
hồi nãy Thanh Thúy chọc Thu Thảo là tại sao chị Thảo học nhiều mà tóc thì không có bị rụng. Thành thử ra Thu Thảo nói chứ quý vị ơi, cái tóc này là đã rụng hết 1/3 rồi đó, chứ còn lúc học dược á là cái đầu nhìn giống như là đầu Mỹ Đen vậy đó, là rất là nhiều tóc. Thành thử ra phải nói là khi mà mình bị stress, mình bị lo âu thì một trong những cái nguyên do hàng đầu mà nó làm cho mình bị rụng tóc đó Thanh Thúy, với lại chắc là Thu Thảo cũng phải cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn bố mẹ đã cho mình có good gene. Chị làm văn phòng lab bao nhiêu năm? 20 năm rồi. 20 năm quý vị. Chị Thảo học giỏi ghê. Thanh Thúy học mới có lấy có một lớp ở trường college mà Thanh Thúy nhất cái đầu. Cho nên là mới là phải là ngưỡng mộ chị. Nghe nói là học cái ngành gia sĩ là dược sĩ cũng mất hơn 7 năm không chị ha? 4 năm đại học và 4 năm bằng năm. Doctor of Pharmacy là bác sĩ dược khoa. Số tổng cộng là 8 năm đó Thanh Thúy. Với lại 20 năm là nghiên cứu về trong phòng lab thì chị may mắn được làm việc trong phòng lab với rất là nhiều đội ngũ dược sĩ và bác sĩ tiến sĩ. Và cho nên là chị biết rất là nhiều về những cái dược thảo mà bào chế ra, những cái sản phẩm mà rất là tốt cho cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là người châu Á, người Việt Nam của mình. Là người Việt Nam mình là thường bị những cái bệnh, căn bệnh gì nhất chị? Á Châu thì thường bị bệnh tiểu đường, và sắp sửa đây bật mí là mình sẽ có ra một cái chai tiểu đường là do Thu Thảo đã nghiên cứu trên hơn mười mấy năm nay để mà cố gắng ra được cái chai tiểu đường cho các bác, để mà các bác uống cái chai tiểu đường đó là nó hạ được cái đường trong cơ thể, trong máu huyết của mình. Thì thường người Á Châu nếu mà nói tới lớn tuổi á, thì Thu Thảo thường chọc là các bác thường bị là bệnh về già, 3 cao 1 thấp, cao máu, cao mỡ, cao đường và thấp khớp. Còn về phụ nữ thì có những cái bệnh giống như là hormone thay đổi, rồi hot flash, kinh nguyệt không có được bình thường. Hoặc là dạo sau này thì có rất là nhiều người cỡ tuổi mà muốn có baby thì cũng rất là khó khăn để mà sanh con đẻ cái. Thì Thu Thảo cũng sẽ cố gắng làm một cái chai hormone đó để mà quân bình lại cái hormone của người phụ nữ. Rồi nếu mà nói tới bệnh đàn ông thì cũng có những cái sản phẩm để mà giúp cho bệnh đàn ông hoặc là bệnh đàn bà. Nhưng mà chắc là ngày hôm nay mình phải nói tới cái gì bằng trưng. Khoan đã, quý vị biết không là mình may mắn là có một cái dược sĩ rất là giỏi trong cộng đồng của mình. Cho nên anh Thúy thấy là người Việt Nam mình, đặc biệt là các chị em phụ nữ và các cánh đàn ông nữa, bệnh nứt chân rất là nhiều. Nứt chân và chai chân, chai bằng chân, gót chân quý vị. Thì không biết là ở đây chúng ta thử đếm bằng đầu ngón tay có ai bị đứt chân và gót chân hay không. Anh Thúy có bị nè. Các anh khán có. Giả bên ngoài đó có giơ tay rồi. Tại vì có một số khán giả đến thăm đài SCT, hầu như ai cũng bị nứt bằng chân, gót chân. Mình để ý coi người nước ngoài, người châu Âu, người Mỹ, họ nó bằng chân, gót chân của họ mịn vô vàng. Thì lúc nào họ cũng mang vớ hay sao á chị à. Với lại họ ở trong nhà quý vị để ý lúc nào họ cũng mang dép hết trơn hết á. Đồng thời đó là một trong những cái yếu tố, nhưng mà đồng thời Thu Thảo cũng biết rằng là người Á Châu của mình ít có xài lotion hoa lên chân, và mình không có suy nghĩ tới rằng là take care cái bàn chân của mình. Nhưng mà quý vị có biết rằng là dưới cái lòng bàn chân của mình là bao nhiêu vàng số phải nói là những cái nerve ending từ cái lòng bàn chân nó đưa lên trên cơ thể của mình. Và đồng thời cái bàn chân của mình là Thanh Thúy và quý vị có biết rằng là nó phải carry cái sức nặng của cơ thể của mình mà 24/24, 7 ngày nhân cho bao nhiêu năm tháng trời, thì quý vị cũng biết rằng là khổ nhọc làm bao nhiêu. Và đồng thời là mình quên lãng nó, mình không có take care nó. Có nhiều chị em phụ nữ nói với Thanh Thúy là bây giờ bàn chân có sao đó, ở dưới lòng bàn chân mà ai thấy đâu. Nhưng mà thực sự việc có nhiều mấy ông nói là trời ơi, bà xã của tôi mỗi lần mà bà cọ cọ vô cái chân của tôi nó đau gì đâu. nó bị chày nữa. Bởi nên đó, khi mà cái gót chân, quý vị có nghe cái bài hát mà gót hồng không? Nhạc sĩ đã chia sẻ là cái điều gì mà làm cho người đàn ông họ cảm thấy thu hút đó là cái gót bàn chân mà hồng hào khi mà đi biển nè, hoặc là lên giường nằm ngủ đi, thì họ cũng xô ra cái bàn chân thật là sexy gợi cảm. Luôn cả nếu mà bàn chân của mình mà nó mịn, nó giống như là baby feet vậy đó quý vị, thì khi mà mình mang giày hoặc là mang gót, mang guốc
vân vân thì mình cũng sẽ thấy tự tin hơn, trẻ trung hơn, trẻ trung hơn. Và có những bây giờ quý vị thấy là có những cái đôi hài, đôi giày mà nó thiết kế giờ không có còn là bịch kính như ngày xưa nữa, mà bây giờ nó cứ xô ra da thịt nhiều không à, chỉ có một cái sợi quai thôi, còn bao nhiêu là xô nguyên cái bàn chân. Thanh Thúy thấy mấy cái em, mấy người, mấy cô gái Mỹ, mấy cô gái nước ngoài, hay là hiện giờ mấy cái lứa trẻ bây giờ, bàn chân của họ rất là đẹp, từ họ thường mang vớ hay là họ sức lotion nhiều, bàn chân rất là hồng và mịn và cái da nó mỏng gì. Còn khi mà mình phải đi bộ nhiều, là mình đi ra ngoài đường nhiều mà mình không có mang vớ, với lại mình phải gọi là ngày xưa là người ta phải làm ruộng cái gì, phải không chị? Đúng. Cho nên cái bàn chân nó bị chai, bị dày cứng. Cho nên khi mà mình mang dép, mang những cái đôi giày mà nó hở bàn chân nhiều quá, nhìn không có đẹp, bất có thẩm mỹ. Quý vị để ý, khi mà bây giờ quý vị để ý với các cô gái bây giờ thường mang đôi giày, đôi guốc mà nó xô bàn chân ra không, xô da, chỉ có một cái dây thôi à. Nên là quý vị bây giờ, quý vị mà quan tâm đến những gót chân, bàn chân của mình thì nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy tự tin hơn, trẻ trung. Khi quý vị đi biển nè, hoặc là đi bơi nữa chị, hoặc là mình sẽ để cái bàn chân gọi là chân trần á, ở trong nhà đi tới đi lui nó cũng đẹp và gợi cảm. Ngoài cái thẩm mỹ thì còn vấn đề mà bị về đau nữa, bị đau đớn nữa chị. Em bị đứt chân, Thanh Thúy mang giày nó bị sốn và đau rất là nhiều, bị chảy máu nữa, phải không chị? For sure là nếu mà khi mà cái da chân của mình nó quá dày thì ra đâm ra mình đeo mang những cái đôi giày hoặc là guốc mà nó bó sát đó, là nó càng đau chân. Hoặc là có nhiều người đó, Thanh Thúy và quý vị, thì họ khiếu nại với Thu Thảo là chân của họ bị hôi, là tại vì họ mang giày nhiều quá rồi đổ mồ hôi, hoặc là bị fungal infection, hoặc là nó gọi nấm, hoặc là athletic foot, có nghĩa là chân theo kiểu cái bệnh mà chân của chân bị mồ hôi, bị tập khớp đó, gọi là bị, không phải bị phong thấp, bị mà phong thấp mà đó. Mấy người mà athletic thường họ chơi những cái sport nặng á, rồi tiết ra mồ hôi nhiều quá, đâm ra nó hôi, thì nó gọi là cái bệnh athletic foot, vân vân. Thì đại khái rằng là những cái gì bệnh về bàn chân thì ngày hôm nay là Thanh Thúy với Thu Thảo có thuốc trị mà sẽ cho quý vị trở lại sau 7 ngày kỳ diệu, thì sẽ cho quý vị lại một bàn chân giống như là khi mà mình mới sanh ra, theo kiểu là bàn chân của em bé. Dạ. Trời ơi, nói về hôi chân là Thanh Thúy sợ nhất luôn á. Thanh Thúy mà đi nhà thờ hoặc đi một nhóm bạn, đi ai mà mở đôi giày ra, chỗ chịu không nổi luôn chị à, không thể là ngồi gần được á. Cho nên là quý vị nào bị hôi chân đó, cái đó là kiểu trong cái cơ thể mình ra, thì hôm nay dược sĩ Thu Thảo sẽ cho chúng ta một cái sản phẩm mới mà Thanh Thúy sẽ thử nghiệm trước. Thì phải nói là trong cái hộp mà Thanh Thúy đang cầm, Thanh Thúy cầm lên cho quý vị, thì trong cái hộp của Thanh Thúy cầm thì sẽ có hai đôi vớ kỳ diệu. Một đôi vớ là bằng mùi lavender, chắc là tiếng Việt là... Lavender giống hoa lài phải không chị? Hoa nhài phải không ạ? Hoa màu tím. So cái bịch hoa màu tím lavender nó đề chữ exfoliating, có nghĩa là đôi vớ đầu tiên quý vị đeo vô trong vòng 60 phút cho tới 90 phút thì quý vị đeo xong, thì những cái dược thảo ở trong đây Thu Thảo bào chế ra để mà nó thấm vô da chân của mình, thì trước khi mình đeo đôi vớ này đó quý vị nên rửa chân cho sạch, rồi đeo lau khô, rồi để cắt trên cái đường line mà Thu Thảo có ghi chỉ dẫn rất là cẩn thận. Rồi sau 60 phút thì quý vị lấy ra đôi vớ, rồi để đó chân của mình nhìn cũng rất là tự nhiên, bình thường. Rồi sau đó từ 3 cho tới 7 ngày thì cái da chân dày và những cái chỗ nào mà nó bị crack, bị chai, callus, vân vân, thì sẽ lột đi hết, mà nó lột nguyên cái bàn chân của mình mà không bị đau đớn gì hết. Thì đó gọi là đôi vớ kỳ diệu. Rồi sau khi lột xong rồi thì cái chân của mình nó sẽ mịn màng và nó trắng trẻo. Thì lúc đó quý vị cần phải dưỡng cho Thu Thảo, thì đôi vớ thứ hai là mình đeo vô sau khi lột hết những cái da chai, da cằn cỗi, để cho mình một cái bàn chân em bé. Thì quý vị đeo cái này cũng 60 phút, rồi sau đó lấy ra, thì bảo đảm trong vòng từ
đó cho tới về sau quý vị sẽ có một bàn chân rất là mịn màng giống như là bàn chân của em bé vậy đó. Bàn chân nó em bé, bàn chân của cho giống như là mấy cô teenager, bàn chân của mấy đứa nhỏ đó chị. Dạ dạ. Quý vị thấy là những cái bàn chân mà có mấy đứa nhỏ nó hồng hồng, nó mỏng phải không chị? Thường da mỏng, da dày thì không có thể nào để cho mình cái bàn chân đẹp và gợi cảm rồi, và xinh xắn nữa. Quý vị để ý mấy cô gái mà có cái bàn chân mà mịn màng mà mỏng mà hồng hào thì mình nhìn mình còn bị mê nữa. Khi mà quý vị có cái đôi bàn chân mà đẹp như vậy, qua đôi vớ kỳ diệu này, quý vị sẽ tự tin khi mà mua những cái đôi hài, những cái đôi giày mà gọi là xô cái da quý vị nhiều hơn. Mình không còn phải cần mang những cái đôi giày mà che bít bàn chân nữa. Giống như ngày xưa Thanh Thúy có mang đôi giày mà giày bít không à. Bây giờ từ khi có đôi vớ kỳ diệu thì quý vị sẽ tự tin mua những cái đôi giày mà xô với cái bàn chân quý vị ra. Nhất là quý vị chị em phụ nữ nào mà đi nắng nhiều nè, gọi là bị ảnh hưởng, bị tác hại bởi ánh nắng mặt trời làm do da chân quý vị bị nhăn. Quý vị nào có bị da chân nhăn không, hoặc là những cái chỗ bàn chân á, những cái chỗ mà mình mang giày bít á thì nó trắng, nó che, còn cái chỗ mà nó xô ra bên ngoài là nó trắng, nghĩa là chân không có đều màu, đen trắng và bị dày nữa, nhất là gót chân bị nứt ra nhìn rất là kém thẩm mỹ. Thì hôm nay với đôi vớ kỳ diệu của dược sĩ Thu Thảo, quý vị sẽ có đôi chân điều màu hồng hào, mịn màng và mỏng nữa, nhưng mà không hề bị đau đớn. Nghĩ là lột da chắc là đau đớn lắm mà không có, quý vị. Thanh Thúy đã từng làm sử dụng rồi, và hôm nay thì đây là cái sản phẩm mới tinh, mới ra lò, Thanh Thúy chưa sử dụng, và tối nay Thanh Thúy sử dụng, và sử dụng vào ngày mai Thanh Thúy sẽ báo cho vị nghe là nó có vấn đề gì, và trong 3 ngày đến 7 ngày sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ của Thanh Thúy cho quý vị cùng được biết. Dạ đúng, thì phải nói rằng là với cái đôi vớ, hai đôi vớ kỳ diệu này thì Thư Thảo dám đảm bảo là quý vị sẽ có được một bàn chân rất là mịn màng, rất là thon thả, thướt tha, và đồng thời quý vị sẽ mê. Là tại vì Thư Thảo là một trong những người là làm ra sản phẩm này là cho chính mình, là tại vì khi mà cái bàn chân của mình nó nhăn nhó hoặc là nó không có được mịn màng thì mình cảm thấy không có được tự tin khi em mà hỏi đeo cái này những cái guốc cao. Bàn chân của em không chỉ bàn chân em nhăn nữa chị, bàn tay em cũng nhăn, em sử dụng bàn tay được không chị? Sắp sửa đây thì sẽ ra hai đôi tay kỳ diệu cho Thanh Thúy và Thư Thảo. Dạ. Để cho mấy anh nắm tay, mấy anh thấy là gợi cảm, nắm tay bằng tay nhăn. Tại vì cái khuôn mặt mình sử dụng kem dưỡng da nên là Thanh Thúy giấu tuổi được quý vị, nhưng bàn tay nó lộ ra tuổi hết trơn rồi. Hai đôi sure. Tay lộ ra tuổi tác. Do đó Thanh Thúy là một trong những con chuột bạch để mà chị Thảo sẽ làm những sản phẩm trên cơ thể của em. Dạ, chị làm sao mà nhìn bằng tay em giống cô gái 18 tuổi vậy chị, tuyệt vời. Bây giờ mình có promotion gì nha vị nha. Hôm nay thì chia sẻ cho quý vị, mình sẽ có quà tặng đời nhiều, thì để cho dược sĩ Thu Thảo, chị cho quà tặng gì cho khán giả ngày hôm nay à? Chắc là để cho Thanh Thúy nói đi, chứ bây giờ bà già Noel đã ngồi kế bên rồi. Vậy là chị cho, tôi nghĩ là quý vị ơi, hôm nay mình có đặc biệt cái giá bây giờ là 35 đồng phải không chị? Bình nãy là định là 45 đồng nhưng mà thôi 35 đồng là giá đặc biệt cho ngày ra mắt ngày hôm nay. Bởi vì có hai miếng trong đây, hai đôi vớ trong đây, cho nên là thường là chúng tôi bán giá đồng giá bên ngoài thị trường, nhưng mà cái chương trình của chúng tôi, cái sản phẩm của chúng tôi rất là đặc biệt, với những cái công thức đặc biệt được bào chế bởi dược sĩ Thu Thảo trong phòng lab, đáng lẽ 45 đồng ngày hôm nay ra mắt 35 đồng cho quý vị thôi. Quý vị mua bất cứ sản phẩm nào 35 đồng cộng với những cái sản phẩm nào của dược sĩ Thu Thảo, cái trị giá trên 200 đồng, quý vị được tặng hai hộp thuốc bổ nho. Hai hộp thuốc bổ nho trị giá là 238 đồng rồi. Bữa giờ các cô chú nói là Thúy ơi, có cái chương trình nào cho thuốc bổ nho không? Thì hôm nay đã có rồi quý vị. Hôm nay bà già Noel kéo bà già Noel đến đây để tặng quà cho quý vị nè. Hai hộp thuốc bổ nho tặng cho quý vị, mang về nhà luôn để tặng cho Thanksgiving. Một gia đình nào, người thân nào mà chỉ cần được tặng cái hộp thuốc bổ nho thì quý vị nghĩ trên khuôn mặt của họ rạng ngời hạnh phúc như thế nào? Chưa hết nữa mà họ còn sử dụng tốt thì họ sẽ cảm ơn quý vị rất là nhiều cho ngày Thanksgiving. Thanksgiving tới rồi, hãy cùng tỏ cái lòng biết ơn với người thân quý vị và tỏ cái tình yêu thương đến với những người quý vị yêu thương. Và bây giờ quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 1-888-680-6689. Thanh Thúy và dược sĩ Thu Thảo sẽ mở đường dây điện thoại ngay bây giờ. Và chưa hết, quý vị nói là quý vị gọi trên làn sóng 18.11
bất cứ người nào gọi trên làn sóng 18.11 ở miền Nam California, quý vị sẽ được tặng một chai dầu hoặc một hộp kẹo sâm. Còn bất cứ ai từ 50 tiểu bang, bất cứ người nào gọi vào trên làn sóng của chúng tôi và nói là coi trên Uno hay trên YouTube, trên app, trên Galaxy thì mua sản phẩm của Thanh Thúy và Dược sĩ Thu Thảo cũng sẽ được tặng là một hộp kẹo sâm và một chai dầu con tê giác, khi nói là theo dõi làn sóng nào của chương trình qua số điện thoại là 1-888-680-6689. Rồi đồng thời là mình nói luôn promotion là 8 phần quà mà Thanh Thúy sẽ rút số ngày mai, cuối tuần. Ngày mai, vậy ngày mai là chúng tôi sẽ sổ số với 8 phần quà. Quý vị, giải nhất là một hộp đông trùng hạ thảo trị giá là 200 đồng. Giải nhì một hộp kẹo sâm lớn như vậy, một hộp sâm phải kẹo sâm, hộp sâm nước đặc cô đặc của một trong những công ty hàng đầu, đó là công ty Gum Sâm Premium. Rồi trị giá là 125 đồng. Và giải ba là một hộp dầu con tê giác. Giải tư là một cái hộp, một cái bộ mỹ phẩm GS Line, bộ mỹ phẩm skincare của dược sĩ Thu Thảo của công ty Enso Hara. Và giải kế tiếp, giải thứ năm là một hộp thuốc bổ nho. Và giải thứ sáu là một cái máy facial cleanser, facial treatment trị giá 199 đồng. Và giải thứ bảy là một cái bịch rau củ quả. Và giải thứ tám là một bộ thuốc, một bộ dược sĩ Thu Thảo gồm có là hệ miễn nhiễm nè, tóc và nail nè, rồi gồm có cái hệ tiêu hóa, rồi bộ gồm có gan, lá gan nữa, rồi gồm có rồi sụn cá mập và collagen trong đó. Một bộ như vậy trị giá là 265 đồng. Ngày mai chúng tôi sẽ sổ số, bất cứ ngày hôm nay quý vị gọi vào, ngoài những cái phần quà chai dầu cũng như là hộp kẹo sâm chúng tôi tặng cho quý vị, chúng tôi còn giữ lại cái thông tin để sổ số vào ngày mai qua số điện thoại là 1-888-680-6689. Quý vị đã sử dụng những cái sản phẩm của dược sĩ Thu Thảo như là bột rau củ quả nè, CBD nè, hoặc là về bất cứ những cái sản phẩm nào của dược sĩ, hoặc là máy facial treatment cleanser hôm nay, hoặc là bộ mỹ phẩm GS Line, quý vị gọi vào chương trình để chia sẻ đã sử dụng có kết quả như thế nào. Chúng tôi muốn quý vị chia sẻ trên đài từ nhiều quý vị khán giả tới đây đó chị. Nói Thanh Thúy là họ sử dụng rất là tốt về cái sản phẩm về bột rau củ quả cũng như là cái máy facial treatment đó, thì họ sử dụng rất là tốt, và Thanh Thúy cần quý vị chia sẻ trên đài rất là nhiều. Chứ từ các cô chú rất là ngại gọi và chia sẻ trên đài về cái bột rau củ quả, chỉ biết các sản phẩm đây các cô chú khán giả thích nhất là bột rau củ quả. Dạ đúng. Thì chắc là để cho quý vị có được cái sản phẩm mới ngày hôm nay, thì chắc là Thu Thảo cũng muốn là khi mà mình làm ra sản phẩm gì thì mình cũng muốn là khách hàng sử dụng rồi sau đó miệng truyền miệng. Thì ngày hôm nay đặc biệt nếu mà ai gọi vô mua tất cả những sản phẩm từ của công ty Dr. J's là công ty của Thu Thảo, hoặc là công ty Enso Hara, hoặc là công ty GX Life, thì quý vị mua 200 đồng sẽ được tặng hai hộp thuốc bổ nho, và đồng thời Thu Thảo cũng sẽ tặng luôn một hộp hai đôi vớ kỳ diệu sản phẩm mới mà Thu Thảo làm ra để cho quý vị thích. Có nghĩa là 200 đồng mà quý vị được tặng tới 265 đô lận đó quý vị. Dạ. Rồi quý vị, xin chào 714 đường dây điện thoại đầu tiên. Xin chào 714. Chỉ có ngày hôm nay được tặng luôn nha chị, quý vị ơi. Hai hộp thuốc bổ nho cũng như là một cái hai đôi vớ kỳ diệu. Hello, xin chào 714 à. Cô tôi gọi để chia sẻ là tôi đã gọi coi được trên đài 18.11. Dạ, 18.11. Cô đây là lần đầu tiên cô gọi phải không cô ạ? Lần đầu tiên gọi. Dạ, rồi. Có từ bạn chỉ nói đó là tôi có dò ra được 18.11. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Cô thấy là làn sóng có rõ không và bắt có dễ không vậy cô? Bắt từ từ thôi. Dạ, tôi không có hợp, mà chỉ bắt anten thôi. Cái anten cơ lên. Xong mà mấy ngày đầu thì nó nhẹ lắm, không có coi được. Nhưng mà bữa nay thì rõ, nhưng mà trời đừng có mưa, trời mà nó âm u là nó cứ chập nhằng hoài. Nhưng mà bây giờ thì rất là rõ. Dạ, bây giờ thì rõ. Nghĩa là cô cũng dễ bắt không? Cô cũng là chị có chỉnh, cần phải chỉnh anten, di chuyển antenna gì không à? Đúng rồi, chỉnh cho antenna luôn, cho nó kéo dây đẩy qua đẩy lại rồi tự nhiên nó rõ ra. Dạ, rồi con cảm ơn cô nha, con tặng cho cô một chai dầu con tê giác nha. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Có nói sao? Kẹo sâm khi nào mà mình order sản phẩm đó cô thì mình được tặng chai dầu con tê giác và hộp kẹo sâm luôn. Nha cô nha. Dạ. Ngày mai cô cũng được chơi sổ số luôn nha cô. Rồi cô giới thiệu giùm bà con với bạn bè giùm cho con nha.
Dạ rồi. Có bạn sơn chỉ không đúng không? Cô mới gọi tới thì để cô chỉ là bạn cô. Dạ, hôm nay cô có muốn order cái driver kỳ diệu không? Tụi con mới ra cái sản phẩm mới driver kỳ diệu đó cô. Dạ, rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, thì phải nói với ngày hôm nay chắc là Thu Thảo muốn cho quý vị rằng là có những cái món quà hoặc là những cái sản phẩm giúp cho sức khỏe của mình. Do đó nếu mà quý vị có thể mua bất cứ những cái sản phẩm nào mà quý vị đang sử dụng, đang yêu chuộng thì quý vị cũng có thể là mua một tặng một. Đó là đặc biệt để mà cho quý vị trong cái tháng 11 là ngày lễ holiday, ngày lễ tạ ơn, rồi để cho quý vị cũng có dư ra để mà tặng cho bạn bè hoặc là người thân trong gia đình của mình. Hello, dạ. Xin chào chị. Hello, xin chào 714. Hello. Chị lấy cái đôi vớ kỳ diệu của em. Một đôi vớ kỳ diệu phải không chị? Chị muốn có một đôi vớ kỳ diệu. Chị mua trên 200 đồng đi, chị được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho với lại. Thôi, tại bữa nay chị lấy đôi vớ thôi. Rồi, lấy một cái đôi vớ. Dạ, đôi vớ. Rồi, lấy bữa giờ nhiều rồi em. Dạ, tặng cho chị hộp kẹo sâm nha. Dạ. Bữa nay đôi vớ kỳ diệu là 35 đồng. Tặng chị một hộp kẹo sâm. Tại vì bà là đủ hàng rồi. Bây giờ chị lấy cái đôi vớ kỳ diệu nha. Dạ, tặng cho chị hộp kẹo sâm nha. Tại lấy đôi vớ kỳ diệu. Hãy chị hãy mà dịch sĩ Thu Thảo ra gì thì muốn thử nha. Dạ. Tại vì cái thấy mấy cái sản phẩm của dược sĩ ra thì mình cũng xài một số rồi, thấy tốt rồi. Bây giờ thấy dược sĩ ra này nên muốn ủng hộ cái này tiếp rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Và hy vọng là chị sẽ có kết quả. Cái chờ tí, chờ tí. Cái dòng dược thảo đó là dược sĩ ra trước đây rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Chị chờ tí nha, chờ. Dạ. Dạ, hôm shopping xin nghe. Dạ. Chờ chờ. Mà thuốc bổ nho. Dạ. Có cái đôi vớ này nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Chị được gì coi. Dạ, mua trên 200 đồng thì. Dạ, chị coi trên làn sóng 18.11 em tặng cho chị thêm một hộp kẹo sâm nha. Dạ rồi. Rồi, okay, rồi. Rồi em cảm ơn chị. Nhưng mà phải hơn 200 quý vị có thể là gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689, 1888-680-6689. Hôm nay Thanh Thúy xin nhắc quý vị, hôm nay chúng tôi có một cái sản phẩm mới, đó là một cái đôi vớ kỳ diệu, gồm có một cái sản phẩm là lột da, những cái da chết, da chai, sừng sùi, nhăn nheo, để chúng ta thay thế vào một cái làn da, một cái da mới tinh, hồng hào và mịn màng như da em bé. Và kế tiếp là một cái đôi vớ thứ hai là dưỡng ẩm cái làn da để cho cái da quý vị duy trì cho một cái thời gian dài. Thì một cái đôi vớ như vậy là 35 đồng, đó là sản phẩm mới của dược sĩ Thu Thảo. Quý vị muốn có đôi chân thật là đẹp và quyến rũ và mịn màng, quý vị có thể thử trong vòng 7 ngày sẽ có kết quả kỳ diệu liền nha quý vị nha. Xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Hello. Dạ. Cho em hỏi chị Thu Thảo á, rồi á. Dạ. Có mua thuốc đủ nho, mua một tặng một với cho cái vỏ với cho dầu đó. Cái đó mình uống buổi sáng sớm hay là uống bụng đói hay bụng no gì em? Chị ơi, thì uống bụng đói hay bụng no gì cũng được. Nhưng mà em nói chị là tất cả các dược thảo chị uống bụng đói thì nó có kết quả nhanh hơn. Nó hấp thụ nhanh hơn. Dạ. Dạ được. Cái máy đi em. Dạ, chị chia sẻ cái máy đi ạ. Dạ, dạ được, dạ được, rồi rồi rồi, dạ được, dạ được. Rồi chị đang coi trên Uno hả? Dạ, hai hộp thuốc bổ. Dạ, hai hộp thuốc bổ nhỏ, 5 cái energy booster, 2 cái bột rau quả trái cây. Dạ, em nghe cái giọng nghe quen lắm. Nghe quen, rất là quen. Chị ơi, bây giờ chị đã sử dụng cái máy. Dạ có, tất cả mọi người là mua mà có bốc thăm. Dạ có. Có bốc thăm chị, ngày mai chị đón coi nha. Có bốc thăm ngày mai nha chị. Ngày mai tụi em sẽ công bố cái giải thưởng 8 người chiến thắng cho cái 8 cái giải thưởng của công ty. Rồi. Dạ. Hôm nay chị có mua gì không? Hôm nay chị có order gì không? Vậy hả? Thử cái đôi vớ kỳ diệu của dược sĩ Thu Thảo đi. Không, cho chị chia sẻ một chút xíu. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, em chào chị. Biết về cái đôi vớ. Chị. Dạ, rồi bây giờ chị cho. Có một khán giả đang chia sẻ phải không chị? Rồi, bây giờ chị chia sẻ cho Thu Thảo nghe. Hồi nãy chị nói mà làm cho Thu Thảo là bao nhiêu công sức là thay vì đi chơi, đi shopping mà vô trong phòng lab bào chế dược thảo.
Thì xin mời chị, đây là một vị khách hàng ở bên Tennessee, Memphis, Tennessee, muốn chia sẻ cho mọi người biết là Thu Thảo, những sản phẩm của Thu Thảo là chị đã uống cũng bao nhiêu năm rồi chị? Em uống lâu lắm, em uống từ hồi chị quảng cáo ở bên Vina Shop. Dạ. Hello, xin chào 407. Thanh Thúy xin chào 407. Coi như là 10 bịch rồi đó. Hello. Dạ, là dạ. Chị uống 10 bịch bột rau quả trái cây, dạ. Thì chị thấy kết quả dạ. như thế nào? Em rất là thích, tại vì chị biết không, uống cái đó đó nó trắng cái dạ, da của mình thiệt là em không biết đâu, bên em không biết, em không rõ thì em bên đây với lại em cho thằng con trai em là bên nhân viên bán hàng gọi cho chị được không? Với lại đâu cho dạ. nên em cho nó uống chị, cho còn nên mua gì hôm nay đỡ bụng, mà nó 18 tuổi thì cái tuổi đó là hay bị mụn lắm. Dạ đúng. Con trai nó không có chịu được cái khe cái mặt của nó, cho nên em cho nó uống cái đó. Cái gì em chị? Rất là tốt cho cái da mặt của nó. Nó rất là có, hiện giờ đặc dược sĩ Thu Thảo có cái thuốc có dược thảo đây rất là tốt các chị. Mỗi lần mà nó đi học, mà năm nay nó học đại học. Rồi bây em nói dược sĩ Thu Thảo nói chuyện với chị nha, chị chờ máy nha. Mà tao không thấy mày có mụn. Dạ. Cười nó nói tao không biết nữa, mà mẹ tao cho tao uống cái loại trái cây đó đó. Cho nên nó về nó rất là thích, mà uống cái đó cũng dễ uống nữa. Dạ. Cho nên nó không có phàn nàn cái vụ mà cái bột mà khó uống, tại thường thường nó nghe nói cái gì mà xanh xanh á là khó uống lắm. Dạ đúng. Nhưng mà thật ra rất là dễ uống. Dạ. Dạ, em còn cái detox energy booster, energy đúng đó. Rồi. Dạ. Em cũng rất là thích. Dạ, mấy lần trước đó, em mua hàng ở bên cái International Home Shop bên đó, em mua cho free mấy cái hộp mà 12 gói đó. Dạ, dạ. Em uống thử thì em cũng thích lắm. Cho dạ. nên hôm bữa thứ sáu đó, em bị miss cái show. Hôm bữa chị có cái show mà mua một tặng một á, em coi không được, em bực mình quá, em coi không được. Dạ. Khi mà em coi chương trình chiếu lại á, thì cái show nó over rồi, em không có mua được. Cho nên em cứ trông, chờ ngày nào mà chị comeback lại á, em hỏi thử nếu mà cái show nó comeback lại mua mà kiểu mà giống như chị hồi nãy có hứa với em á, thì em sẽ mua số lượng nhiều. Dạ. Cho nên em rất là thích. Rồi, cảm ơn chị Yêu chia sẻ, và Thu Thảo sẽ cho tí nữa các em gọi lại để mà take care cái order của chị. Chị mua rất là nhiều, cảm ơn chị đã ủng hộ và hy vọng chị sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Em order ở trên cái công ty đó rất là nhiều, em order là cũng khoảng 500 đô mà em mỗi tháng nào cũng mua hết. Dạ được, cảm ơn chị Yêu. Dạ dạ. Okay. Rồi cảm em chào chị. Cô dược sĩ hả? Dạ dạ dạ. Okay, cảm ơn chị. Ha. Dạ. Rồi chị ơi, chị hỏi đi, chị dược sĩ Thu Thảo đang nghe nè chị. Ok, chị dược sĩ Thu Thảo, em muốn mua cái loại mà thuốc tây để uống. Dạ, chị nói giống hỏi. Dạ, thuốc giảm cân của công ty của Thu Thảo là cái chai Simple Slim đó chị. So nếu mà chị muốn giảm cân từ 5 pound cho tới 10 pound mỗi một tháng thì an toàn. Thì hai viên mỗi buổi sáng nó giúp burn thêm calorie và nó giúp tiêu hóa những cái mỡ trong người của mình, và nó giúp cho mình không có thèm ăn đồ bột và đồ ngọt nha chị nha. Mà anh lúc trước có uống cái loại gì xem xe bệnh rồi thì xong bây giờ loại mới hả? Dạ thì là công thức ưu tú hơn, thì nó cũng là Simple Slim 7 của Thu Thảo đó chị. Dạ. Mà cái này một chai tới 90 viên, do đó chị có thể uống được 1.5 tháng. Mỗi một ngày uống 2 viên buổi sáng nha chị nha. Mà chị bắt em đi chợ hay chợ? Vẫn uống thường, detox mấy năm nay vẫn uống hoài cái detox á. Dạ, dạ. Dạ, thì detox chị uống song song với lại Simple Slim 7 thì giúp cho mình giảm cân. Nó được an toàn và nó nhanh hơn, dạ, nó hữu hiệu hơn. Thì bây giờ em muốn order thì Thanh Thúy sẽ giúp chị. Rồi chị. Dạ. Chị ơi bây giờ hello. Chị ơi bây giờ chị bật để cho speaker lên đó chị. Đó speaker rồi. Ok. Dạ. Bây giờ chị muốn mua cái bao nhiêu thuốc giảm cân à? Dạ. Cái thuốc bên em sẽ gọi lại cho chị nha. Chị mua trên 200 đồng. Hôm nay chị được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho, chị giá là 230. Dạ đúng rồi, đúng cô. Với lại được tặng cái hộp đôi thuốc bớt kỳ gì nữa, tổng cộng là 265 đồng. Thôi được tặng quà đến 265 đồng. Giá đi ha. Dạ. 124 hộp 4 bịch phải không? Dạ, dạ. 200 đồng. Với lại lấy có thể mua bộ, chị có thể mua thuốc giảm cân với cái máy facial treatment á, cái máy massage người ta xài tốt không chị? Dạ, tốt. Không? Dạ, đúng rồi, đúng.
đi lấy cho một đồ giới thì rồi, 35 đồng là đủ 200 phải không? Dạ đúng rồi, đúng. Là được tặng gì? Cái Slim Fit, cái đó thì 200. Cái Slim bao nhiêu tiền chị? Slim hả em, 69 đồng. 69 đồng. À dạ. Dạ không chị, mua trên 200 đồng, chị mua cái gì 200 đồng chị được tặng đến 265 đồng quà tặng. Là hai cái hộp thuốc bổ nho chị giá là hàm 238. Một cái đôi vớ, hai cái đôi vớ kỳ diệu mà hiện giờ đang bán đang mới ra sản phẩm đó. Cô ơi, cái này là tổng cộng là 35 đồng nữa, tổng cộng là cái quà của chị là 265 đồng đó chị. Không có được. Dạ. Dạ. Dạ, mua order trên 200 đồng. 200 đồng hoặc là trên 200 đồng. Hai hộp thuốc bổ nho và một cái baby mask. Mà cái đó là tới chừng nào mới hết cưng? À, ngày hôm nay là hết rồi chị. Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. So, một trong hai thôi. Vậy là tại vì ngày hôm qua cô có hỏi thì nói là detox có mua 2 tặng 1. Dạ, ngày mua 2 tặng 1 thì chị sẽ không được những cái là promotion khác. Chị có thể lựa chọn promotion đó hoặc là promotion hiện giờ của tụi em đang có. Mà cái chương promotion của tụi em đang có bây giờ là tốt nhất á, là chị được tặng lấy 2 cái hộp thuốc bổ nho. Chị có coi trên TV không? Dạ, dạ. Ok, take care. Không, chị không có coi mà. Chị không có coi trên TV gì, chị coi trên sao mà chị biết tụi em? Đúng rồi, này order hoài à. Rồi, chị ơi, hiện giờ tụi em có cái hộp thuốc bổ nho là 119 đồng. 119 đồng rất là tốt về hệ miễn dịch, sức đề kháng, làn da là chống lão hóa tuyệt vời, với lại là giúp cho thị giác cũng như là cho trí não và bộ nhớ đó chị. Thì nó bữa giờ bán chạy nhất, bây giờ bán rất là chạy trong cái chương trình của dược sĩ Thu Thảo, thì là 119 đồng một hộp 30 gói. Chị được tặng hai cái set như vậy luôn là 238 đồng. Ngoài ra chị được tặng một cái sản phẩm mới, hôm nay chị mới được tặng một cái hai đôi vớ kỳ diệu này. Từ vì cái đôi vớ kỳ diệu này mới ra mắt, chỉ ngày hôm nay mới ra lò tặng cho chị luôn, chị thử sử dụng. Chị có thể mua đi, mua thì chị được cái quà như vậy đó, 265 đồng giá trị quà tặng. Vậy bây giờ detox thì bao nhiêu chai? Detox là 35 đồng, còn cái diet là 65 đồng, là coi như là 100 đồng rồi. Chị có thể mua mỗi cái hai chai như vậy, hoặc là chị có thể mua đôi với kỳ diệu là 35 đồng nữa. Thôi vậy chị mua thuốc mà không biết thuốc trên đó chị chưa có thử qua, không biết đừng thấy người ta uống có tốt lắm chị ơi, không có ai mà phàn nàn về cái sản phẩm này, người ta khen. Bữa giờ chị nói chị có coi trên chương trình tụi em không, khán giả gọi khen vô cùng luôn đó. Những cái sản phẩm nào của dược sĩ Thu Thảo cho ra đều tốt hết, cho nên là chị mua để dành đi hai cái detox với hai cái diet như vậy là 200 đồng rồi đó. Vậy nha chị được tặng thêm, chị biết thêm sản phẩm của dược sĩ Thu Thảo nữa. Và chị được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho với lại cái đôi vớ kỳ diệu, chị sử dụng liền tối nay. Hoặc là khi mà chị có, chị sử dụng liền trong vòng 7 ngày, chị có một cái đôi chân tuyệt vời, gợi cảm như đôi chân của em bé vậy đó. Chị tự tin, chị mang những đôi giày mà hở chân. Dạ. Vậy bây giờ là chân đang bận hay sao? Dạ không, em không có bận. Bây giờ em sẽ ghi cái số điện thoại của chị và sản phẩm của chị, xong nữa lát nữa nhân viên bán hàng sẽ gọi lại cho chị nha. Ok. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Em ghi số phone của chị rồi, lát nữa có người gọi lại cho chị. Dạ, bye bye Home chị. Shopping xin nha. Xin chào 760. Mình có nhiều khán giả bên ngoài. Mua tỏi đó, 1 ký đó. 1 ký tỏi bây giờ 180 đồng nha cô. Rồi, 180 đồng cô mua thêm cái gì? Cái hộp bổ nho không? Dạ không, cô phải mua thêm cái gì để thành 200 đồng đi. Cô mua thêm một cái đôi vớ đi. Dạ. À, mua vớ còn ngoài ra có cái gì nữa không? Dạ có, bây giờ cô có thể mua cái sụn cá mập, hay là cô có bị rụng tóc nhiều không cô? Nhưng mà cô phải uống cái dạng rụng tóc đi. Nghĩa là cái thuốc mà dược thảo mà giúp cho tóc của cô không có bị rụng và nuôi dưỡng cái tóc của cô khỏe hơn đó. Thì một chai là 59 đồng. Hay là cô mua sụn cá mập đi. Cô mua sụn cá mập nha. Sụn cá mập giúp cho cái về thấp khớp của cô. Thì đó là vừa có sụn cá mập vừa có collagen. Bữa giờ tụi con bán được cái này chạy lắm. Thì sụn cá mập là 39 đồng. 39 đồng. Cô mua thêm cái đó đi. Cô cần cái đó. 39 đồng dạ. Cái đó là uống hả? Dạ uống cô à. Nó giúp cho mình về cái xương khớp của mình tốt. Khi mà tuổi phụ nữ của mình mà về lớn tuổi dễ bị khớp, thấp khớp lắm. Thì cô uống cái sụn cá mập giúp cho cô có độ tăng cái độ nhờn cho xương khớp đó không có bị đau á cô. Dạ, còn dạ. Cái bổ nho đó nó uống nó có chua chua không cô? Ngọt ngon tại lắm. Tôi hồi đó tôi mua có tặng mà tôi chưa tài tới, nhưng tôi còn nhiều tính quá. Dạ, ngon lắm cô à. Cô uống cô thích lắm, giống như là yogurt chứ. Giống như cô ăn yogurt cô thích hay không? Mà bao tử ăn không tiêu đó, được có uống được không cô? Được cô à, không sao. Cái này nó không có chua như yogurt đâu, nó ngon lắm à.
Nếu mà bao tử ăn không tiêu thì cô nên uống. Nếu mà bao tử ăn không tiêu thì cô mua cái hệ tiêu hóa của dược sĩ Thu Thảo đi nha. Hệ tiêu hóa của dược sĩ cô đang nghe chị. Hệ tiêu hóa của dược sĩ Thu Thảo nha chị nha cô nha. Dạ. Cái đó là 39 đồng. 39 đồng luôn cùng giá với sụn cá mập. Dạ. Nha. Yêu hôm nay có sản phẩm mới của chị Hai. Dạ đúng rồi, cái thuốc bổ nho thì giúp cho hệ miễn dịch tăng sức đề kháng và giúp cho bộ nhớ cũng như là giúp cho trí não của cô và cho mắt nữa, cho thị giác nữa cô à. Còn cái sụn, còn cái mà hệ tiêu hóa thì giúp cho tiêu hóa của cô ăn tiêu, ăn mau tiêu đó cô à. Một đôi với kỳ diệu nữa. Nha cô, cái đó là 200 đồng cô được tặng hai hộp thuốc bổ nho. Dạ đúng rồi, tặng cho cô hai cái thuốc bổ nho với lại một cái đôi vớ kỳ diệu mà ngày hôm nay mới ra mắt thì tặng cho cô luôn. Ok, cho chị số phone của em. 180 với lại cô phải mua thêm một cái tiêu hóa cô à. Vậy mua cái 180 với một cái tiêu hóa. Dạ. Với lại bây giờ tặng cho tôi hai cái. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tôi không lấy được giá, tôi tặng cho tôi một cái dạ không, cái đôi vớ ngày hôm nay ra mắt mới tặng cho cô đó cô à, chứ không có đổi được cho cô. Đôi vớ kỳ diệu này cô không thích thì cô đã tặng cho người khác. Kiểu gì tụi con đáng lẽ không có tặng đâu, ngày hôm nay ra mắt thì tặng cho cô xài. Tại sao tụi con tặng cho cô, để cho cô sử dụng thử thôi. Sử dụng thử, cô thích rồi cô sẽ mua tiếp tục. Chứ không có, cô số điện thoại 91 mấy hả chị? Em mắt em không có 9136. Thấy 9136. Rồi cô lấy một ký tỏi với lại là cái tiêu hóa nha. Bên con sẽ gọi lại cho cô nha cô. Nha cô. Khoan để dạ. Tôi suy nghĩ có gì tôi gọi lại cho, tôi có mua không nha. Tại vì đôi vớ nó không hiểu giúp cho cái gì cô. Giúp cho cô là cô lột cái bàn chân, không chống hôi chân nè cô. Lột bàn chân cho bàn chân của cô những cái chỗ chai sạm bị nứt nẻ. Nó sẽ đổi cho cô một cái làn da mới đẹp hơn, hồng hào hơn và nó khỏe khoắn hơn với bàn chân của cô à. Là chị phong thấp nữa cô. Tại vì khi mà mình lớn tuổi mình dễ bị phong thấp thì để đổ mồ hôi chân đó, thì cái đôi vớ này nó cũng giúp cho cô à. Dạ thì cô có thể tặng cho người thân cô cũng được, hoặc là cô sử dụng được giúp cho đổ mồ hôi chân. Cô có thường bị đổ mồ hôi chân không? Không có. Dạ thì hôm nay cô tặng cho người khác, hoặc là cô lột cái bàn chân cho cô, bàn chân cô đẹp hơn thôi, trẻ trung hơn thôi. Dạ. Dạ cái này tặng thêm thôi, đáng lẽ tặng có hai hộp thuốc bổ nho là xong rồi. Nhưng mà tụi con tặng thêm, ngày hôm nay dược sĩ Thu Thảo tặng thêm cho cô cái này để mà giới thiệu cái sản phẩm mới thôi. Cô không lấy cô không sao? Không sao, cô không sao. Nếu mà cô cẩn thận hơn, cô bỏ trong tủ lạnh giùm cho con nha. Nha cô nha. Rồi để coi ấy, lát nữa có gì tôi quyết định. Rồi bên Thảo cô ăn cái tỏi đen này rất là ngon mà không có bị khô đâu cô, tại vì cái hộp nó làm rất là cẩn thận và cái nắp nó làm rất là chặt, do đó mỗi lần cô lấy ra rồi cô đậy cái nắp lại, cô đừng cô yên tâm nó không có bị khô cái tỏi đâu. Dạ. Tôi muốn tặng cái hũ nhỏ để tôi ăn tôi sang. Dạ. À, con cảm ơn cô nhiều, lát bên con hay là để nó không bị khô đó cô. Dạ dạ. Thì với cái promotion ngày hôm nay rất là đặc biệt rồi đó cô. Dạ. Vậy là cô xin cái tặng cái hũ nhỏ mà cái hũ không hả? Không có tỏi trong đó hả cô? Dạ có cũng được, càng tốt, còn không có thì cũng được. Nghĩa là cô xin cái tỏi, cái hũ không, cô có thể... Cô lấy cái thể, có thể lấy cái hũ không, hũ nào cũng được ở nhà cô xớt qua rồi cô giữ cũng được. Đâu có cần lấy cái hũ của tụi con đâu. Lấy cái hũ nào xớt qua cũng được cô à. Cái hũ mà nhỏ cô bán bao nhiêu hũ vậy? Tụi con không bán hũ không. Cô tụi con cái hũ có tỏi luôn á. Có tỏi luôn là 55 đồng cô à. 55 đồng, 200 dạ. gram phải không cô à? Dạ 200 gram. Dạ rồi, tôi cảm ơn con nha. Dạ. Cái tôi quyết định chừng nào xuất tinh gọi lại tôi quyết định ha. Dạ cô có thể là mua một ký tỏi với lại 200 gram luôn để mà có phần quà hấp dẫn ngày hôm nay luôn nha cô nha. Rồi mua cái không không tiêu cũng được. Rồi được, cô lại có thể rất là tốt. Dạ. Dạ. Cái này nó sẽ giúp cho bao tử của cô. Dạ. Dạ. Tôi cũng không biết sao.
Cô ơi, cái tỏi nó cũng giúp cho tiêu hóa và kết hợp cái này nữa, hai cái cộng lại là hỗ trợ tuyệt vời cho cô. Lúc đó cô sẽ không bị ở chua cũng như là không bị đầy hơi nữa đâu. Cô ăn khoảng chừng 5 ngày là có kết quả rồi. Cho nên là tỏi với lại là cái hộp bộ giúp cho tiêu hóa của dược sĩ Thu Thảo nó sẽ giúp cho cô rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay với có promotion đó, cô chỉ gọi trong vòng vài phút nữa thôi là tụi con hết cái promotion đó nha cô nha. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Một lần nữa quý vị gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 1888-680-6689, 1888-680-6689. Thanh Thúy xin nhắc lại, hôm nay mình có promotion đặc biệt bởi vì mình ra mắt sản phẩm mới nha quý vị nha. Hello, xin chào 626. Hello. Dạ, em chào chị. Dạ, Thanh Thúy và dược sĩ Thu Thảo. Thu Thảo hả? Vâng. Tại vì tôi muốn gọi đi order cái củ hoa quả đó. Dạ rồi. Hôm trước tôi uống nó tốt ghê lắm. Vâng. Vậy đó, bây giờ tôi muốn gọi lại để tôi mua thêm. Thì giờ bà bán như thế nào vậy cô Thảo? Dạ, bán hôm nay có promotion đặc biệt là 4 cái bịch như vậy là 240 đồng. Mà cô được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho. Cô nói sao ạ? Dạ, một bịch là cô mua 60 đồng đúng không ạ? Thì 4 bịch ngày hôm nay của bột rau củ quả là 240 đồng. Cô được tặng hôm nay là hai cái hộp thuốc bổ nho lớn, hai set thuốc bổ nho lớn luôn, là 60 gói trị giá là 238 đồng. Và ngày hôm nay tụi con mới ra cái bộ đôi vớ kỳ diệu, hai cái đôi vớ kỳ diệu đó cô, giúp cho cô là chống bị phong thấp nè, hôi chân nè, rồi lột những cái làn da mà bị khô, bị rám, bị đen, bị cháy, rồi bị nhăn nheo. Nó thay thế cho cô một cái làn da đẹp hoàn toàn, một đôi chân như đôi chân của con gái 18 tuổi vậy đó cô. Thì hôm nay là cô được cái giá trị, cái quà tặng là trị giá là 265 đồng nha cô nha. Tức là chị sẽ hai cái ấy đó, hai cái gói gì? Hộp thuốc bổ nho. Dạ. Nho cái gì vậy? Cái ấy chân hả? Dạ đúng rồi, cái thay đôi với cái gì? Tôi gọi cho cái đài là 18.11 đó. Rồi. Cô sửa cái gì đó chưa, mua nhiều rồi. 18.11, rồi chắc chắn. Cái máy mà gầm mắt sang mặt đó rất là đẹp, nhưng bây giờ nó chưa có hả? Dạ có rồi. Cô muốn mua máy phát massage mặt thêm một lần nữa hả? Cô muốn mua thêm hay sao cô? Dạ, hôm sắp em xin nghe. Hai chị tắt mắt lên chị. Cô phải bỏ bớt cơ hữu hoa quả này. Thì nếu mình mua vậy thì sao? Bao nhiêu cái máy đó? Cái máy đó bây giờ là 199 đồng cô à? Dạ. Còn mắc chứ vậy hả? Sao một... hoa quả đi hôm nọ uống thấy nó tốt đó. Cô được. Để mua, để cho thêm nho hả? Cô mua cái máy đó thì 199 đồng. Con tặng cho cô bây giờ tổng cộng là 4 cái hộp rau củ quả. Cô đồng ý không? Vậy cũng được. Dạ. Rồi, nghĩ là một cái máy nữa. Cái máy đó là chị gọi chị bấm gọi cho. 199 đồng con tặng cho cô thêm hai cái hộp rau củ quả. Tổng cộng ngày hôm nay cô được tặng là 4 cái hộp thuốc bổ nho. Cô được tặng 4 cái hộp thuốc bổ nho với lại là cô mua 4 bịch rau củ quả với lại là một cái máy massage đúng không? Thì con tặng cho cô 4 cái hộp thuốc bổ nho với lại là mình được hai cái cặp đôi vớ kỳ diệu, tổng cộng là cô có 4 cái đôi vớ kỳ diệu đó. Hai cái cặp đôi vớ kỳ diệu nha, hai cặp đôi vớ kỳ diệu. Tổng cộng là 400 đồng cô, 399 là 400 đó à. 300 mấy hả? Dạ 399 đồng. Dài cơ. Cô được 4 cái hộp thuốc bổ nho nha. Với lại là cô được hai cái cặp đôi vớ kỳ diệu. Với lại là cô được một chai dầu con tê giác. Với lại là cô được một hộp kẹo sâm. Rồi cô được quà nhiều quá. Cô nhiều quá, còn nhiều quá. Hai cho thêm hai nồi tỏi không? Thế giờ cô đổi cho cô là hai chai dầu tê giác nha. Hay là cô thích detox không? Cô tặng cho cô cái detox nha. Detox 7 viên. Detox 7 viên. Sau cái show này Thu Thảo sẽ nói một cái nào phải là tất hay là cái gì thuốc đau bao tử nào mà cái gì. Cái đó thì không tặng được cô ơi, con tặng cho cô cái detox đi, cô sử dụng detox cô sẽ thích. Lâu lâu cô phải sổ trong cơ thể cô một lần, cái đó để cho những cái chất độc nó ra hết. Cái đó cô có sử dụng. Rồi, cô có rồi, bây giờ Bây giờ dầu tê giác, cô cho cô hai chai dầu tê giác luôn đi nha, hai chai luôn. Rồi, vậy thôi, rồi cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cô có vậy là 300 mấy hả? Dạ, 399 đồng cô à. Con cho cô đáng lẽ có một chai dầu thôi, con cho cô hai chai
cây dầu, cô được 4 cái hộp thuốc bổ nho với lại 2 cái cặp về đôi vớ kỳ diệu rồi, là quà quá nhiều ngày hôm nay cho cô luôn. Cho cô tha hồ tặng cho Thanh Ghi Vinh nha cô. Dạ. Con vô nhiều rồi, xong rồi có vé số, rút vé số. Có ngày mai. Ngày mai nha cô, ngày mai. Ngày mai hả, chứ không bữa nay hả? Ngày mai cô, ngày mai cô coi sổ số giùm con nha. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Thì chờ cháu cơ mấy lần hôm nọ là rút thì số thế trúng cái gì thì nên sẽ báo cho biết gì bảo. Dạ yeah, đúng rồi. Nếu mà cô không coi được thì cô trúng con cũng sẽ gọi cho cô để thông báo là cô trúng nha. À đúng rồi. Rồi. Thì cháu ghi cái số phone của cô đi. Dạ yeah, rồi con ghi rồi. Có chưa? Dạ có rồi cô à. Cô là cái thi đàm á, cô mua nó nhiều lần lắm rồi. Dạ. Yeah. Cô mua cái máy massage thấy nó đẹp quá, giờ cô muốn mua để cô đặt cho con gái cô á. Dạ. Nó bảo trời thấy máy dùng thấy đẹp vậy, cái dân nọ thì trời không có đó. Dạ. Yeah. Có rồi, có lại rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Con chào cô. Một lần nữa quý vị, bây giờ mấy facial treatment, mấy massage của chúng tôi đã có lại rồi. Và mình có thêm một cái màu khác nữa phải không chị? Màu vàng nữa phải không ạ? Dạ. Dạ, mình có thêm cái màu vàng nữa quý vị. Và sắp sửa đây thì chúng tôi sẽ cho quý vị thôi cái mẫu mã mới của máy facial treatment của chúng tôi. Hôm nay quý vị mà mua cái máy facial này, quý vị cũng được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho với lại một cái đôi vớ kỳ diệu luôn nha. Cho nên là hôm nay tranh thủ gọi thật là nhiều với promotion thật là hấp dẫn ngày hôm nay. Được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho nặng quá. đến 60 gói quý vị và được tặng thêm một cái đôi vớ kỳ diệu. Ai muốn có đôi bàn chân tho đẹp nè, trắng trẻo nè, mịn màng mà hồng hào nè, mịn màng và mỏng như là làn da của em bé nữa, thì quý vị thử đôi vớ kỳ diệu trong vòng 7 ngày, cái sự kỳ diệu sẽ tỏa cho quý vị thấy ngay tức khắc luôn, là quý vị sẽ có một cái đôi chân thật là quyến rũ và gợi cảm để quý vị tự tin hơn mua những cái đôi giày mà hở chân. Bình thường là mang đôi giày mít kín cái bàn chân à, bây giờ quý vị có thể là đi ra biển nè, đi chân trần nè, hoặc là đi xuống bếp đi chân trần, là lên giường nằm với đôi chân mà quyến rũ. Anh ơi, hay coi chân của em hôm nay có đẹp hay không? For sure Thanh Thúy và kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là với để Thu Thảo chia sẻ một chút xíu về những cái sản phẩm mà quý vị mua mang về mà chưa có biết là sử dụng qua, thì thuốc bổ nho thứ nhất. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào 714 à. Hello. Rồi, hôm nay đã order cái máy massage mà cũng là được tặng y chang như vậy luôn, thiếu một sen thôi nhưng mà cũng cho luôn. Là chị, hôm nay chị được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho lớn nha, với lại là chị được tặng một cái đôi vớ kỳ diệu. Thank you. Dạ rồi. Chị đã sử dụng cái máy massage bao giờ chưa chị? Chưa chị. Dạ, bây giờ chị. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Khi nào sử dụng tốt rồi gọi vào chia sẻ cho chương trình nha. Rồi, em chào chị. Dạ, thì với cái thuốc bổ nho thì thứ nhất là Thu Thảo uống mỗi một ngày một bọc để giúp cho sức khỏe của mình là như thế nào. Thứ nhất là cho tóc của mình, tóc bạc nó sẽ ra chậm hơn. Thứ hai là nó phòng ngừa được cho cái bệnh rỗng xương. Thứ ba là nó giúp là nó là một loại antioxidant mạnh nhất mà làm từ vỏ nho, hột nho mà 9 năm về trước quý vị nghe tới khoa học của bác sĩ David Sinclair ra đời, và ông ta được phỏng vấn trên CNN với Barbara Walters và 60 Minutes 60 phút, thì những cái show đó nó chia sẻ về rằng là với vỏ nho, hột nho mà theo dạng nước lỏng và nguyên chất và với hàm lượng cao thì giúp cho sức khỏe của mình, và nhất là những người mà lớn tuổi giống như là bị áp huyết, tiểu đường, cao mỡ, cao máu thì mình có thể uống được mỗi một ngày một gói vào buổi sáng thôi nha quý vị. Rồi còn nói tới bột rau quả trái cây mà quý vị mua về đang yêu mến nó và thấy rằng là nó được làm được trắng da, là tại vì trong đây công thức của Nhật. Hello, xin chào 714. Thanh Thúy xin chào 714 à. Dạ. Em chào chị. Tôi muốn hỏi order cái tỏi đó. Dạ, chị mua tỏi, mua hai cái hộp tỏi, có nhiều người ta muốn là hai hộp luôn á chị, để dễ dàng quà tặng đó. Hoặc là chị muốn mua 1 kg tỏi luôn. Tụi em không còn tỏi nửa ký rồi, chỉ còn có tỏi 1 kg thôi. 1 kg tỏi thôi, chị còn có 3 hộp. Mình còn mấy hộp tỏi 1 kg? Mình còn có 1 hộp thôi, còn 2 hộp nữa thôi. Nghĩa là một cái bán rồi, thì còn mấy hộp nữa em? Còn 1 hộp nữa thôi phải không? Còn vậy còn có một hộp cuối cùng thôi chị, là 1 kg tỏi thôi đó.
Là bao nhiêu vậy? Là 180 đồng chị, đáng lẽ là 240, ngày hôm nay bán clearing luôn á, là bán cho xong luôn là hết đó chị. Thì tụi em có cái mẫu mã mới, thì 1 kg tỏi là 180 đồng ngày hôm nay. Dạ, 1 kg là 180 đồng đó chị. Cô có thể cho tôi thấy cái hộp tỏi đó được không? Dạ được, cho chị xem cái hộp tỏi đi. Một ký tỏi ngày hôm nay và chị mua, hôm nay chị mua trên 200 đồng. Chị được tặng, hôm nay quà tặng đặc biệt thì có dược sĩ Thu Thảo ở đây đó chị. Chị được tặng hai cái hộp thuốc bổ nho, giúp cho về chống lão hóa nè, về làn da nè, về hệ miễn dịch sức đề kháng, về trí não, cho bộ nhớ, cho rèn luyện bộ nhớ đó chị, với lại là cho thị giác nữa chị à. Thì hơi hộp thuốc bổ nho này, một hộp và một cái set là 30 gói là 119 đồng, hai set như vậy là 238 đồng. Và ngày hôm nay là ra mắt cái bộ đôi vớ kỳ diệu, là giúp cho chân không bị hôi nè, về cái chân mình được lột cái lằn chân ra để mà mình có làn, cái dàn làn da chân nó mịn màng hơn, nó hồng hào hơn đó chị, như làn da chân của em bé. Thì chị giá là 35 đồng, hôm nay cũng tặng luôn là 265 đồng khi mà chị mua trên 200 đồng trở lên nha chị nha. Đây là cái hộp tỏi đó chị. Nếu mà tôi mua 1 ký tỏi đó thì được cái tặng cái gì? 1 ký tỏi này thôi thì chỉ là có thể tặng cho chị một cái hộp kẹo sâm thôi. Còn nếu mà chị mua thêm cái gì 20 đồng nữa, 200 đồng trở lên thì chị được tặng cái quà là đến 265 đồng. Đây ký tỏi là chị thấy hình chưa? Tỏi đó là coi như người ta bóc ra rồi. Bóc ra rồi chị, nó nhẹ hơn rất là nhiều. Nó nhiều lắm chị ơi, nặng ăn, nhà em có ăn hũ ăn không có hết được luôn á chị. Nhiều lắm. Em mở ra chị không được. Đó, bóc ra rồi là... như vậy thì tôi mua 1 ký tỏi đó phải thêm cái gì nữa? Bây giờ chị có thể, nhà chị có cái, chị có muốn sử dụng cái mà của dược sĩ Thu Thảo, tóc và nail không? Giúp cho tóc nhiều, mọc ra nhiều với lại là không bị rụng đó chị. Chị giá là 59 đồng, hoặc là chị có thể mua sụn cá mập, collagen, hoặc là mua cho hệ tiêu hóa thì 39 đồng. 39 đồng là rẻ nhất. 39 đồng là hệ tiêu hóa với lại sụn cá mập cho xương khớp cho ba mẹ của chị, hoặc chị có thể mua cho chính chị là cái mà nail và hair đó chị, cho tóc mọc nhiều hơn, khỏe hơn, nuôi chân tóc á, của dược sĩ Thu Thảo là có nhiều vitamin nó cung cấp cho cái chân tóc của mình khỏe đó, không bị rụng và mọc nhiều hơn, kích thích mọc nhiều hơn, thì là 59 đồng. Chị có thể mua thêm cái đó. Chị được tặng đến món quà ngày hôm nay 265 đồng đó chị nha chị. Alo. Có thể là tôi mua một chai thuốc về tiêu hóa đó. Rồi, tiêu hóa là 39 đồng rồi. Vậy chị có tặng tổng cộng của chị là hơn 200 đồng thì chị có 3 món quà. Em cảm ơn chị rất là nhiều, lát bên em sẽ gọi lại cho chị nha. Nha chị. Okay. Rồi. Thưa vị, đó là chúng ta vẫn còn nhiều khán giả gọi vào. Thanh Thúy và dược sĩ Thu Thảo sẽ tiếp tục bắt thêm đường dây, bắt thêm 5 phút điện thoại của quý vị nữa, 5 phút nữa. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ phải say goodbye rồi, vậy thì cái thời lượng chương trình chúng tôi không còn nữa. Thanh Thúy cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá bồi dưỡng sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nền nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt,
sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888 688 2999. 1888 688 2999.